Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam giấc mơ hóa rồng và tư duy quốc gia không chịu phát triển của ông Tổng Bí Thư. Sinh thời, ông Lý Quang Diệu, Thủ tướng Singapore đánh giá Việt Nam là dân tộc có nhiều phẩm chất tuyệt vời, đồng thời có vị trí địa lý, nguồn tài nguyên, lý tưởng. Trong bộ sách hồi ký, Lý Quang Diệu, cố Thủ tướng Singapore không ngần ngại đánh giá rằng nếu có vị trí số 1 ở Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam, bởi so sánh về vị trí địa lý, tài nguyên, con người, Việt Nam không thể xếp sau nước nào trong khu vực. Vậy mà đến nay, trên nhiều lĩnh vực, Việt Nam thua cả Campuchia, mà thua cả về lĩnh vực giáo dục thì rất đáng báo động. Nếu lấy chỉ số hộ chiếu Henley mới nhất là bảng xếp hạng quyền tự do đi lại mà không cần thị thực visa, hộ chiếu Việt Nam hiện xếp thứ 82 trên thế giới. Thủ tướng Lý Quang Diệu, vị trí số 1 ở Đông Nam Á thì phải là Việt Nam, ông nói. Ở bảng xếp hạng lần này, thứ hạng hộ chiếu của các quốc gia Đông Nam Á như sau: Singapore là thứ nhất, Malaysia thứ 11, Brunei thứ 20, Timor thứ 55, Thái Lan 64, Indonesia 69, Philippines 74, Campuchia 82 bằng Việt Nam, còn Lào 87, Myanmar 89. Nghĩa là so sánh với các quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng trên Lào và Myanmar. Thật là xót xa. Tại sao cùng một quốc gia đi ra chiến tranh, vậy mà quy mô nền kinh tế Hàn Quốc tăng từ 4 tỷ đô la năm 1960 lên tới 1.800 tỷ đô la vào năm 2021, cùng với thu nhập bình quân đầu người tăng từ 94 đô la mỗi người mỗi năm năm 1961 lên tới 35.000 đô la mỗi người mỗi năm vào năm 2021. Và Hàn Quốc đứng trong nhóm 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay. Người Hàn Quốc đạt được kỳ vọng đó sau gần 20 năm. Lãnh đạo Hàn Quốc bằng sự tài giỏi và trí thông minh đã đưa đất nước họ thoát khỏi đói nghèo và tạo tiền đề vững chắc cho đất nước phát triển thịnh vượng như hiện nay. Còn Việt Nam, sau 49 năm kết thúc chiến tranh, mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia công nghiệp vào năm 2020, như tuyên bố của cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh, không hoàn thành. Và không chỉ có vậy, một số đất nước với mục tiêu công nghiệp hóa mà con vít tiêu chuẩn do Samsung đặt hàng đến nay cũng không làm nổi tại Việt Nam. Tháng 5, tháng 6 vừa qua, điện năng thì không đủ phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Nhiều nhà máy của các hãng nổi tiếng trên thế giới đã phải đóng cửa sản xuất vì thiếu điện, gây thiệt hại vô cùng to lớn. Tại sao Hàn Quốc và rất nhiều quốc gia khác làm được và thành công? Họ đã làm gì để mà đạt được kỳ tích đó? Câu trả lời là Hàn Quốc thật may mắn bởi các nhà lãnh đạo đất nước tầm cỡ với tầm nhìn xa trông rộng, tận tâm tận lực vì sự phát triển của đất nước. Điển hình là Tổng thống Park Chung Hee, lãnh đạo đất nước từ năm 1961. Đó là lý do tại sao Hàn Quốc trong nhiều chục năm liên tục phát triển bền vững trên nền tảng khoa học và công nghệ. Trong lúc đó Việt Nam thì vẫn loay hoay với câu hỏi trồng cây gì, nuôi con gì của ông cựu Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh. Mà ở bất kỳ hội nghị nào cũng một câu hỏi duy nhất, nhàm chán và thiếu trí tuệ như thế. Dư luận đã bày tỏ sự thất vọng về viễn kiến của lãnh đạo Việt Nam. Dân chúng bảo trồng cây thuốc phiện và nuôi con cà vé đi, sao cứ hỏi mãi. Hàn Quốc đã hóa rồng để trở thành một nền kinh tế phát triển. Ở Hàn Quốc, để hiện thực hóa giấc mơ Đại Hàn, các tổng công ty lớn là quân bài, chiến lược, là cánh tay nối dài để thực hiện hóa tầm nhìn, phát triển đất nước giàu mạnh trên nền tảng khoa học công nghệ. Giai đoạn 1988 đến năm 1998, thời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, Việt Nam đã dập khuôn mô hình này của Hàn Quốc với mô hình các tập đoàn, tổng công ty, kinh tế, nhà nước, Việt Nam, với các tên gọi là các quả đấm thép của kinh tế quốc doanh, nhưng đã thất bại toàn tập. Trong khi ở Hàn Quốc, mô hình đó với các chính sách bảo hộ cạnh tranh, hỗ trợ tài chính cộng với chính sách phát triển đồng bộ để tạo ra và động lực để thúc đẩy các tổng công ty lớn không ngừng hoàn thiện năng lực công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất để cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Một điểm không thể không nhắc tới trong sự thành công của Hàn Quốc đó là việc chống tham nhũng triệt để. Tổng thống Park Chung Hee từng tuyên bố rằng, tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ một đồng. Với chủ trương xuyên suốt là như vậy là lý do khiến nhiều đời Tổng thống Hàn Quốc đã bị bắt giữ, kể cả Tổng thống Park Geun-hye, con gái của Park Chung Hee, và họ đã thành công. Trong khi đó, các quả đấm thép của Việt Nam như Vinashin, Vinalight v.v. sau 5 năm lỗ gần 8 tỷ đô do đầu tư tràn lan, quản lý kém, cộng với vấn đề tham nhũng trầm trọng. Để sau 8 năm, tham vọng của lãnh đạo Việt Nam tan tành,
kéo theo cả chục tỷ đô la đổ xuống sông, xuống biển. Tổng bí thư, cán bộ sai phạm tự giác xin nộp lại tiền thì miễn xử hoặc xử nhẹ. Chưa hết, theo Vietnam Media cho biết, sáng ngày 19 tháng 11, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc với cử tri các quận Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho hay, cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi, tự giác xin nộp lại tiền thì sẽ miễn xử hoặc xử nhẹ, không phải cứ xử nặng mới là tốt, cách trước hết tất cả mới là tốt. Và với quyết tâm khác hẳn của lãnh đạo Việt Nam như vậy, đất nước Hàn Quốc đã đi đúng con đường của họ và thoát khỏi cảnh đói nghèo, tạo tiền đề vững chắc cho đất nước phát triển thịnh vượng, còn Việt Nam thì không. Không chỉ dừng lại kết quả đã đạt được, hiện nay mục tiêu dẫn dắt thế giới về công nghệ đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết với Hàn Quốc. Lãnh đạo Hàn Quốc hướng tới mục tiêu đưa Hàn Quốc gia nhập nhóm quốc gia top 5 thế giới về khoa học, công nghệ và thông tin vào năm 2030 tới đây. Còn lãnh đạo Việt Nam hiện nay vẫn mơ ngủ, thậm chí vẫn không biết sử dụng smartphone hay máy tính, vậy mà còn ảo tưởng cho rằng chưa có bao giờ đất nước có cơ đồ như ngày hôm nay. Đó là lý do, theo chuyên gia kinh tế cao cấp bà Phạm Chi Lan nhắc đến lời nói đùa mà đau đầu của các chuyên gia Ngân hàng Thế giới rằng Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới, nước không chịu phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Đạo đức thảm hại cửa có quan chức đảng và đất nước không chịu phát triển. Điều sơ đẳng nhưng Tổng bí thư Trọng và lãnh đạo Việt Nam không biết hay cố tình quên. Vào năm 2022, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos, Thụy Sĩ đã thảo luận nhấn mạnh hiệu quả đầu tư cho giáo dục. Theo đó, việc đầu tư 1 đô la cho việc học tập của một đứa trẻ có thể mang lại lợi nhuận suốt đời lên đến 5 đô la và có thể đạt được lợi nhuận đầu tư cao cho quốc gia tới 500%, đặc biệt là ở các nước có thu nhập thấp, nếu nhà nước tập trung tài trợ cho giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Điều đó hình như các lãnh đạo Việt Nam và các nhà hoạch định chính sách giáo dục hầu như không quan tâm. Dự toán chi ngân sách của nhà nước qua năm 2021, 2022 và năm 2023. Có lẽ đó là lý do tại sao ở Việt Nam, một quốc gia ổn định chính trị và hòa bình, mà ngân sách nhà nước chi cho công an gấp hơn 10 lần cho y tế và giáo dục. Cụ thể, trong 3 năm gần đây, chi ngân sách cho Bộ Công an luôn cao thứ hai, chỉ sau Bộ Quốc phòng và gấp hơn chục lần so với Bộ Giáo dục và Bộ Y tế. Những điều vừa kể trên chúng ta thấy rằng ban lãnh đạo của Việt Nam chỉ quan tâm đến việc ưu tiên cho lực lượng công an lá chắn để bảo vệ chế độ hơn nhiều lần cho tương lai của quốc gia. Theo số liệu do Bộ Tài chính công bố vào năm 2021, chi ngân sách cho Bộ Công an là khoảng 96.000 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần cho Bộ Y tế là chỉ có 9,1 ngàn tỷ đồng và gấp 13 lần so với Bộ Giáo dục là khoảng 7,1 ngàn tỷ đồng. Năm 2022, Bộ Công an được phân bổ số tiền lên tới 95.500 tỷ đồng và tăng lên gần 100.000 tỷ đồng trong năm 2023. Trong khi đó, theo quy định của Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã hiến định rõ như sau. Tại Điều 61, phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực dồi dào, bồi dưỡng nhân tài. 2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục, chăm lo giáo dục mầm non, đảm bảo giáo dục tiểu học là bắt buộc. Nhà nước không thu học phí, từng bước phổ cập giáo dục trung học, phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, thực hiện chính sách học bổng, học phí hợp lý. Điều 61 Hiến pháp năm 2013 quy định về giáo dục tại Việt Nam. Căn cứ vào Điều 61 của Hiến pháp cho thấy, nhà nước Việt Nam khẳng định ở cấp giáo dục tiểu học là bắt buộc và nhà nước không thu học phí. Song trên thực tế ở Việt Nam, tại các trường công lập bậc tiểu học vẫn diễn ra tình trạng lạm thu dưới cái gọi là xã hội hóa giáo dục. Vậy xã hội hóa giáo dục là gì? Xã hội hóa giáo dục là vận động toàn xã hội tham gia vào sự nghiệp giáo dục để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Đó là một chính sách hợp lý, song không thể vì thế lại giảm sự coi trọng của nhà nước khi đầu tư cho các lĩnh vực giáo dục và y tế, vì đó là các vấn đề liên quan đến chính sách an sinh xã hội của cả quốc gia. Lãnh đạo tại Việt Nam thì luôn khẳng định tự hào Việt Nam là một quốc gia theo đuổi mục tiêu xã hội chủ nghĩa, mà họ quên mất rằng với lý tưởng chủ nghĩa cộng sản thì chính sách giáo dục miễn phí cho tất cả các cấp, chữa bệnh miễn phí cho toàn dân là điều đương nhiên. Trong thời gian bao cấp trước năm 1986, Việt Nam từng thực hiện như thế. Hơn nữa, chính sách giáo dục miễn phí cho tất cả các cấp học, chữa bệnh miễn phí cho toàn dân là thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, như tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây
vẫn ra giả tuyên truyền. Vì sao lãnh đạo nhà nước và Tổng Bí thư lại quên điều đó? Đáng buồn là đa số các phụ huynh học sinh nói riêng và đại đa số người Việt Nam nói chung không hiểu quyền lợi của họ đã được hiến pháp quy định. Cuba đứng đầu về đầu tư giáo dục. Một dẫn chứng cụ thể về một quốc gia cộng sản nghèo đói, đó là Cộng hòa Cuba, một quốc gia tương đồng với Việt Nam trước đây về mặt chính trị. Theo từ điển Bách khoa Toàn thư, ở Cuba hiện nay giáo dục là miễn phí đối với mọi công dân Cuba, gồm cả giáo dục đại học. Phổ cập giáo dục áp dụng với mọi đứa trẻ từ 6 tuổi tới hết mức giáo dục cấp 2 căn bản, thường là 15 tuổi. Và tất cả học sinh không cần biết giới tính và sắc tộc, đều mặc đồng phục của trường với màu sắc thể hiện cấp học. Trong suốt quá trình học, học sinh không phải trả một khoản phí nào, từ tiền may đồng phục, tiền mua sắm sách vở, giấy bút và còn được nuôi ăn một bữa hoặc cả ngày tùy theo trường. Do vậy, gần như không có một đứa trẻ em Cuba nào bị thất học, dù đó là nơi nông thôn xa xôi. Và tương tự như vậy trong lĩnh vực y tế. Đó cũng là lý do vì sao Liên Hợp Quốc xếp hạng và đánh giá các ưu tiên cho y tế, giáo dục ở Cuba là điều đáng ghen tị so với nhiều quốc gia khác giàu có hơn. Cuba chứng tỏ tính ưu việt của chính sách giáo dục và y tế của chủ nghĩa xã hội. Dù rằng, vẫn theo Liên Hợp Quốc, Cuba là một trong các quốc gia có các nguồn lực hạn chế. Những điều trên chứng tỏ Việt Nam hiện nay về thực chất chẳng có gì được theo đuổi chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản cả. Như họ vẫn tuyên truyền, mà Việt Nam chúng ta hôm nay chỉ là một quốc gia tư bản man dợ và hoang dã. Như đã từng thấy ở thế kỷ 18 hay 19 trước đây, nhưng còn tệ hơn vì được lãnh đạo bởi đám tư bản đỏ. Có chăng hiện nay chỉ là cái danh xưng Đảng Cộng sản Việt Nam. Vấn đề là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vốn tự xưng là một nhà lý luận hàng đầu về chủ nghĩa cộng sản, người luôn khẳng định Việt Nam theo đuổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội, lại quên mất những điều sơ đẳng nhất rằng chính sách giáo dục và y tế miễn phí thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Nói ra để các vị biết và bớt lừa dân đi. Nhân dân họ biết tất cả đấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp với bản tin Điều sơ đẳng nhưng Tổng Bí thư Trọng và lãnh đạo Việt Nam không biết hay cố tình quên. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de